Rồi đó, bắt đầu. Dài trước dài là chắc chắn hơn là dài không phải đi đâu hay là lớn hơn phải đi đâu lớn hơn là
thấy R lớn hơn 30, hoặc là R lớn hơn 30. Thế rồi phi lớn hơn 30. Sẽ hay sẽ là tình trạng khi tiện đơn là do bị cô thì người con thì dao nhất là dao nó giá hơn thấp hơn bằng gia công, thứ hai là dao bị cụ và thứ ba là một chút tâm bị suy nhược và thứ tư là mình không thử đồ ra hay là máy mình luôn luôn thì là mình thử đồ ra nữa. Nhắc nữa là do
cơn láng về mặt. Cơn láng về mặt là cái này. Nó kém thì do cái chất lượng dao mà nó chưa đúng tốc độ. Thì mình phải xây dựng được cái tình trạng thực hiện các bước. Đây thì sẽ cho các phiếu thảo luận để xây dựng các bước. Cho 3 phút để nghiên cứu các bản vẽ mình xây dựng các bước. Nếu bạn khỏe thì nếu bạn khỏe thì mình sẽ được như thế nào. Bây giờ mình sẽ các bạn chỉ biết một mình làm gì. Thứ hai chứ không mình đã không. Hai bạn làm bạn còn lại không biết không? Cứ dạy nhau chứ. Dạ thôi.
đây hả? Thank you.
Thì trong này nó có những bước nhất cuối nè, khi cá dài nói lại thôi thì cái chiều dài tầm nô ra 1,5 là chiều cao, tức là chiều dài lớn hơn nó hơn 1,5 là chiều cao. Thứ hai là giá thôi, thì bây giờ mình sẽ quan
sẽ qua tay của tôi và sẽ thực hiện. Ok.
tâm cho quay điện nó vào hết chứ, em vô nó cho nó thôi nó cắt rồi không thôi. Đấy, cái kiểm tra đồng tâm nữa đó. Ok thầy. Đào xong rồi bước tiếp theo làm gì? Có đúng không? Điện xuống còn 38.
vậy á. Kẹp cái này vào thôi. Hi.
kẹp cái này vào thôi. Kẹp cái này vào thôi. Thank you.
kẹp cái này vào thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiện chưa bao giờ số cổ kích thước. Ai đâu ai xe để bách đấy được rồi.